Dì chức á hả? Ờ. Trời ơi, dì chức quá, tới bên Mỹ mà cũng biết dì chức luôn á. Dì là chức của chức luôn rồi đó. Vũ Thu Hương đâu vậy? Đi heo trai rồi. Trời ơi. Gì lố lăng vậy? Ai biết, nó mê lăng... đẹp trai quá. Đẹp trai như ông là đốp luôn á. Mấy giờ 15 tờ đi lấy thêm ở này 10 nữa. Khách nữa à? Khách nữa hả? Đếm đi nhiêu cờ. Lấy hết đi, rồi lấy hết đi. Lấy bao nhiêu tiền? Đếm đi. Rồi lúc này đeo ra bông rồi nữa đẹp quá ta. Dì Kiều cho. Rồi Dì Kiều cho. Rồi thích gì nữa không? Để Dì Kiều người ta cho nữa. Ngộ mắt. Ngộ mắt hả? 17. 17 tờ lấy 1 tờ nữa đi. 18 tờ là... Trong trời chưa? Ha, 220. Đó, đủ 2 tờ nữa, đủ 20. 220 có lại 300. 220 nói là 300 gì, nói có 280 à. Ừ. Rồi bán vậy chết heo chai luôn quá. Chết heo luôn à. Vũ Thu Phương quá. Khỏi lại 250 thôi, đưa 250 thôi. Cảm ơn nha. Chán quá, mắt không thấy đồ. Để về bị cườm hả? Không phải, ba cục máu bầm trong đó. Bị trúng đánh hả? Ai đâu đánh trời. Ôi cái gì vậy? Nó chạy nguyên luồng gió, nó cười. Khách phía sau lưng kìa, chết rồi. Đâu? Khách nào? Hai chị kia kìa chết. Chị Diệp Kiều, số không? Bên kia với bên kia kìa, khách mới đông. Khách vô quá trời, chết rồi. Dép, dép trơn quá. Ngồi đây đi. Mới vô hả ông? Ngồi đây đi. Rồi. Tấn ơi, vợ Quang là lớn hơn Quang 2 tuổi nha. 8 tuổi lận. Khương. Số không? Gái đẹp. Không, đừng quay chị. Đừng quay chị cũng có cho. Đừng có quay, quay có mình em mà. Hello. Hello, trời ơi, Dĩ Hương vậy ở đâu vậy? Ở đâu? Khỏe. Trời ơi, đẹp quá, gì vậy? Tiền đại lý. Rồi. Chỗ này nó giống màu quá nè. Cháo, cháo hả? À, bà nội đi, à bà nội. Năm tờ là 50. Đúng không? Trời ơi, chết rồi. Gì? Người ta nói á, chị chất mặc áo bà ba, đồ bà ba đẹp. Mốt mặc bà ba đi chứ đừng mặc mấy đồ kia nữa, mấy đồ kia nhìn thấy ghê quá. Nó không mặc cũng đẹp hơn chứ. Trời ơi. Anh đẹp trai số không? Không. Không. Anh kêu chị lên trên sao? Một giây mà đi biển á. Không. Không có đồ của trời ơi. Một giây ra biển thả diều hả? Bà chức bà nói năm nay bà xui lắm, bà không đi biển đâu mọi người ơi, cũng hay ngủ quanh biển hết trơn á. Bà xin trả tiền cái thế cho được. Anh Quang kêu bà chức quăng giấy số ra ngoài đường đi, đây là khỏi kêu bà để anh tự quăng luôn. Thấy không? Nói nào hỏi nó năm đầu chết đi. Lấy năm tờ. Ừ, 55 ngàn. Bánh lăng ế em ơi. Thôi đi đâu. Bánh lăng ế này bằng ngày rồi đó. Mấy bữa nào bánh lăng nhiều cơm. Túi tiền. Trời ơi, xin lỗi. Có 5 ngàn không? Có, biết giờ điểm thì có không? 1, 2, 3, 4. Không có rồi nhỉ? Đó, có cần lẻ nhiều đưa nhiều.
Tao giả không mặt nó à, thằng nào vậy? Trời ơi, nó mà không trả người ta kéo giang hồ lên, đừng có xin lỗi người ta. Lại kéo giang hồ lên đây, đó, hiểu đó, cặt đó, rồi đó. Đó, đó, đạt hành nghe không? Số, ơi đừng quay, chồng tao nó đua đó. Số anh Việt Kiều. Nghe nói công an mời bà lên đó. Mời tao làm gì, tao đâu có sửa không nước giống mày đâu. Gì đó mà chết. Số không? Anh Việt Kiều. Không có Việt Kiều gì cộng gì hết á. Hả? Lát cho khi Nhung sửa anh xăng mày bây giờ. Ai? Nè, ta đang có anh Việt Kiều Hà Nội, ta vô nè. Xin chào. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn nha. Em đang bán à. Nói đi, Lâm nghe giùm. Bốn giống nhau. Hello, xin chào. Đang bán cạch ca la, cảm ơn nha. Cạch ca la. Anh chỗ. Vết cho anh em. CEO Hà Giang. Goodbye money. Đẹp gái kìa, đẹp gái kìa. Cảm ơn nha, anh Hà Nội. Chị Chức ơi. Nói. Mai mốt con cho cháu chị Chức tiền nữa, chị Chức có rồi. Cảm ơn. Con cần cái gì nói với con cho chị Chức nha. Cảm ơn nha. Nó giỏi mà nó lành lắm. Cháu đi học võ rồi. Hả? Bye nha. Anh Hà Nội. Rồi chụp đi. Hơi. Khó chịu nè. Em là hơn anh rồi đó. Rồi chưa? Xong chưa? Người ta đi bán kìa. Hơi. Số không? Mua giùm đi. Chụp mà không mua. Trời ơi, bốc đại đúng không ạ? À, con le le. Mua hả? Đó lấy nào. Cô lấy cho con hai tờ đi. Rồi, con le le. Cái này là mình về đâu mình cũng không quay được, cũng xét được. 22.000. Chị Mai đem mượn nào. Cái này ở đâu mình cũng đổi được nha. Nhưng mà nếu mà đổi hoàn vốn quá là chỉ đổi đúng đại lý mới được nha. Vâng. Để đâu được may mắn. Hai tờ đúng không? Mình mua mấy tờ á? Hai tờ. Đổi không được hết á. Anh đâu có lấy không? Không? Cái này thì là bao giờ mới là quay ở 22.000 khối là 1.000. Đây đây đây. Cái này nè, cái nội dung trên này nè, nếu trúng thì đổi gì chất. Là 22.000 là 1.000 đúng không? Thì có 21.000 nữa là sao? Cảm ơn cô nhá. Chết rồi, ta hỏi có bán cái số. Anh đi đây chơi mà chưa có bàn này ngồi. Kêu gì chất dễ tăng vô. Bạn ơi, anh chưa có bàn ngồi nè. Đang đến đến đây để xem cô mà chưa có bàn ngồi. Đây. Trời ơi mấy chị la lên chi không biết nữa à, em có cầm giấy số rồi. Cảm ơn nha. Số mấy chị ơi. Mua đi bà Việt Kiều. Anh Việt Kiều mua không? Trời ơi đẹp quá, đầu tóc quá đẹp. Lát cho em mượn nha. Anh đẹp trai ơi, số không? Mấy tờ? Mấy tờ? 255.000. Cái tích cái tài dầu xanh không? Hết. Bữa nào đường trà quên đem theo rồi. Ra đây nè. Này ghé vô đường trà. Tắm hả? Thôi. Coi gì sao? Có
À, cảm ơn chứ. Anh Hà Nội sữa không? Ơi, đẹp trai. Quá đẹp trai mà lắc đầu. 55.000. Comment nhiều lắm đó nha. Nói bậy không à. Quậy luôn á. Cảm ơn. Số không? À, rồi chụp đi. Chụp đây đi. Anh ra đó đi. Để cô vô cô chụp một cái. Ơi. Ai cầm máy ra. Cầm giùm máy cái ơi. Ê! Thôi! Thôi luôn, không vô hả? Không chụp hả? Rồi, cảm ơn. Vậy để ngày mai đưa dầu xanh nha. Tập qua đưa. Anh Việt Kiều! Đây. Ủa, nếu mà ai đồ bán á, người ta bình thường bán 10.000 tờ. Nè, có này này 10.000 tờ nè. 10.000 tờ đúng không? Hai tờ luôn. Đi mẹ. Đeo gì nhiều quá vậy. Mấy thằng đó nó quay á. Mua không? Đẹp trai quá mà lắc không. Hai anh đẹp trai đang có chuyện chuyện không? Chập quá hai chất hả? Số không? Số không Việt Kiều? 21 đi. 21. Nước là dầu. Con dầu. Gì? Theo trai rồi. 11.000 tờ ba con độc đắc vậy nè. Cái tờ này bao nhiêu? 11.000. Ê cái này là cục gì vậy? Ai biết cục đó của ảnh đó. Dạ anh cục Phạm Tuấn nha. Hello anh. Đây. Bóp gì đó 130 đô. Thôi đưa tiền tôi chứ vậy quá trời ơi. Thì trước người ta nói bóp này là 1 triệu đô lần đó. Nhớ giữ nha. Coi chừng mất đó. Chớt tiền trong giấy số rồi chớt ơi. Mất cái bóp này mất tiền lắm á. Dạ chị, bóp này 135 đô là tới gần 3 triệu. Gần 3 triệu, cái bóp này gần 3 triệu đó. Coi chừng gì vậy? Ờ, cái này nè, cái vỏ này nè. Hello. Con trăm đô. Đặng nha. Quá bén, cảm ơn cô tư nha. Ổng cho mày cái vỏ đâu không thấy mày đeo. Vỏ đâu vỏ cho cái áo. Cái quần. Làm bữa nay cái số gì? Cảm ơn Hương Nguyễn. Ôi. Trời ơi khôn rồi không? Ba mua mà lấy từ mẹ. Mà thấy nhóc đó khôn rồi không? Em đang đò nè. Cảm ơn anh Phạm Tuấn nha. 3.1 nè, cái vỏ 3.1 nè. Rồi ngồi vô chụp năm mày. Mày. Giả vô mặt mày à, hung mày. Mơ đi nhà không có đâu mày. Mày kế bên đây. 55.000. Năm tờ nè, dư rồi 45.000 chứ. Vậy. 45.000 đúng không? 45 đưa 50 đây. Đưa 50 đây, có đấm mày. Đưa cho. Gì? Rồi. Hey. Gì? Anh cầm giùm đi, được. Ngay góc nào? Anh cầm giùm hình luôn. Anh ơi cầm giùm đó. Chú mỏ đó, chú mỏ anh. Chú đi. Chưa. Em chụp vậy được không?
chụp sao chụp đi. Rồi, 1, 2, 3. Rồi, ok chị. Rồi, cảm ơn nha dì Chức. Dì Chức dễ thương quá, bữa nay mặc bộ này. Chụp hết rồi chụp. Còn 2 triệu. Lại hôn bà tặng cho ông cầu con. Ủng ai bà? Lại đây. Ông tới bà liền tay đó bà ạ. Nghe không? Má. Vĩnh mày giờ rồi. Ông mở từ xa đến sắc mà mé nào. Ủa anh quen lắm á mà mé nào. Có mà. Thôi thôi không có đâu mà.